ai coi chúc cho Phật tử nhiều sức khỏe ha. Dạ con cảm ơn luôn luôn hưởng an lạc. Dạ cảm ơn sư cô. Dạ. Để mình ra bên kia hàng nữa. Dạ. Anh Kiệt là trên San Jose xuống. Dạ. Lan lạc hướng. Cô cũng dạ, cảm ơn. Lần đầu gặp Phật tử mà rất là vui. Dạ. Tụi con cũng có duyên số là gặp các sư cô tụ tập ở đây luôn. Dạ. Con cũng đại biểu như là chưa bao giờ gặp dạ. Sư cô ở đây. Dạ. Mấy chiếc bài, mấy dạ, tổng cộng có bao nhiêu sư cô trong chùa này? Dạ. Sợ mà đúng mấy chục chiếc mà không nhớ. 27. Dạ. 27 vậy còn mấy sư cô khác ở đâu? Một số ở địa bàn khác về, dạ. Còn hiện diện là khoảng 15. Dạ. Dạ. Con là nhà sản xuất phim. Dạ, con tên là Alan Bofor. Khác nhưng mà chưa bao giờ gặp. Dạ, con là sư cô. Mấy cô đây là thuyền trụ ở đây luôn. Dạ, là mấy sư cô ở nhà bên kia đó phải không? Dạ, dạ. Dạ, tụi con có qua bên đó mà chưa có vô trong. Dạ, chỉ ở ngoài thôi. Dạ. Để cho chụp với sư cô tấm hình kỷ niệm lễ Vu Lan. Dạ. Có phước lắm á, mới có duyên về đây. Chứ thường thường không có gặp được đâu. Thường thường là các sư cô là giống tại như tôi mỗi ngày mình nhìn hình á để kiếp sau mình gặp lại. Dạ. Đi vô ra lại vô thức. Đi vô ra lại vô thức. Chị vô đi, chị chưa có vô. Chị vô đi. Chị vô đi, vô nhanh. Vô đi cho có mặt. Chị Long vô đi, chị Long. Chị Long vô luôn đi. Rồi ok nhìn đây nghe A Di Đà Phật. Dạ. Mấy mốt con tu mấy sư cô độ con nha. Nó kiếm ra nó mới nhớ mặt để kiếm sau gặp lại. Rồi A Di Đà Phật. Dạ. Dạ nhìn đây nghe. Ok. Dạ cảm ơn. Trời hai người mặc đồ đẹp nhưng mà đứng máy cầm. Dạ. Vô đây có màu mè, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu nâu. Dạ dạ con quay. Dạ. Alan vô Alan cái bộ áo mình thấy đó. Rồi Alan vô đi. Anh đang quay mà. Dạ. Yeah, ok.